bao cho một tràng pháo tay à. Và các thầy ơi, chị Như Lan nghĩ rằng là có vị cũng muốn thay tôi để trao một cái bánh chung với nhau phải không quý vị? Chúng ta muốn chúng ta được see the rainbow, share one thing together. Cho nhà hàng tiệc cưới Moonlight gửi chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2017. Anh chị tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới Moonlight. Anh chị có happy với nhà hàng tiệc cưới Moonlight hay không? Very happy hả anh chị? Mọi thứ từ phục vụ đồ ăn, thức uống cho tới khung cảnh, karaoke, ban nhạc, dễ đồng phải không anh chị? Very good. Rồi chị có nói gì không? Very good. Anh chị có nói gì không chị? Cảm ơn nhà hàng. Rồi anh tặng chị nụ hôn đi anh. Quá dễ thương. Rồi cảm ơn anh chị nhiều một lần nữa. Mua lại chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha.